Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em hai con hàng mà mình mới cắm sổ đổ ở nhà. À chết, hai con hàng mà mình mới mua ở Shopee. Thì nữa mình sẽ review chi tiết về hai con này, nhưng mà mình nghe anh em không nên xem đâu, bởi vì mình review như xịt vậy. Buồn cười, mím. Buồn cười. Funny. Ok, thì đầu tiên tôi muốn nói về một nhân vật đã không xuất hiện trên kênh của tôi lâu lắm rồi. Đó chính là chú Hồng Hạc, hạc của tôi. Thì bạn này hôm nay sẽ giúp tôi review hai cái con này. Ok, thì đầu tiên chúng ta có bàn phím K510 của hãng Leaven. Con này được gắn thêm Blue Switch. Nghe tiếng hơi trôi tai tí. Thì có màn phím này thì nói. Nó có rất là nhiều chế độ đèn khác nhau. Không biết kiểu này. Bùi gì này? Không phải. À đây, ok. Ok, nó nhiều vãi. Thì đây, chúng ta có một con... Ôi. Từ từ. Đây. Chúng ta có một con Kata Pro của hãng. Thì anh em có thể thấy một màu tông của nó là một màu đen thui thui lùi. À, nó rất là nhiều chế độ. Thì mình nghĩ cái... Nếu anh em nào thích mô được không nhưng mà ít tiền nữa, thì anh em mình khuyên anh em nên mua Kata Pro hơn 300 US. Thì về CPS thì giờ mình sẽ review luôn. Anh em đánh giá sao về hai cái con bàn phím và chuột này? Hãy để dưới phần bình luận cho mình biết. Ôi ôi, mình review gà vãi cả cứt. Không biết review như thế nào hết. Ok. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ nói về CPS trước. Từ từ. Ai, này bé quá, từ từ. Đấy, ok. Thì con này mình sẽ booster thì nó là một cái thứ ai cũng phải làm được rồi. Đây chúng ta mình sẽ cố làm hãy thử cho anh em. Fuck. Ok, nói chung là 21 22 gì đấy. Thì mình sẽ không chơi cùng anh em để mình review hai con bàn phím với chuột này, bởi vì mình đã làm video của con chuột và bàn phím này từ lúc cái video mà video gì đấy không biết. Với cả mình có làm cả một video ASMR về con bàn phím với con chuột này rồi. Oh shit. À, ok, đây. Thì về con bàn phím này thì nó là bàn phím cơ á. Giờ mà dùng cái mod keyshot ở trong cái Cloud Client ấy, thì nó sẽ phê hơn. Mà nếu như anh em không biết Cloud Client là cái client gì ấy, thì mình sẽ để trên góc mình cùng tiếp. Anh em có thể xem chi tiết hơn về cái client này. Ok. Mình cũng chả biết review gì nữa về hai con này, bởi vì anh em cũng biết nhiều quá về hai con này. Và trước khi kết thúc video thì mình muốn nói với anh em là số tiền của hai con này là gần 800. Còn cái video này thì làm nó miễn phí, nên là anh em hãy like và subscribe cho cái kênh này để mình có thể phát triển nó hơn. Yeah, bởi vì 900 sub rồi. Yes, 900 sub, oh my fucking god. Mình chỉ còn đúng 97 sub nữa thôi. Lần cuối thì mình xin cảm ơn anh em rất là nhiều về con số 900 sub. Cảm ơn anh em đã dành thời gian ra xem mình review hai con này. Và mình có một chút edit để clip cho anh em
xem. Ok, enjoy. I'm gonna go back, I'm gonna go back.